Mình muốn có tất cả thì mình phải biết chăm sóc cái mà nó giữ hết tất cả, đó là hơi thở của mình. Cho ngày xưa các vị tổ hay nhắc mình đó, nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Một sáng nào cái vô thường nó đến với mình á, vô thường là gì? Sự chết nó đến với mình, cái thay đổi, cái bệnh tật nó đến với mình. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Lúc đó mình mới hay rằng lâu nay mình đang đi trong một giấc mộng. Mộng hết, sống mộng, thương mộng, cái gì cũng là tạm. Mình ban đêm mà ngủ đó là tiểu mộng, còn cuộc sống hiện tại chúng ta đang lây là một đại mộng. Quý vị nhìn kỹ có phải đại mộng không? Thoáng cái 40 năm rồi, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, đủ kiểu thay đổi mà tâm tánh không đổi thay. Kỳ cục vẫn kỳ ra nguyên cục, mà không chừng càng lâu năm thì cục nào cục nấy chịu nổi luôn, có phải vậy không? Cái gì cũng đổi thay mà tâm chưa hề thay đổi. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Một sáng nào vô thường thay đổi nó đến với mình, lúc đó mới hay rằng xưa nay mình đang đi trong một giấc mộng. Như vậy thì mình nói được cái pháp, mà mình nói được cái nghĩa gọi là pháp biện tài, nghĩa biện tài. Kế đến là có gì nữa? Từ biện tài. Từ biện tài là gì? Là từ ngữ, có khả năng dùng được những từ ngữ. Ví dụ mình ở nước Mỹ, mình biết một vài tiếng Anh để nói cho người khác hiểu. Hồi nãy có hai em nhỏ nó muốn biết quy y là gì mà thời gian đâu có, thì Pháp Hòa lại nói với mấy em tiếng Anh chút thôi, vài phút thôi. Nó vui liền, là tại vì nó biết nãy giờ mình muốn nói gì với nó, nhưng mà đâu nói gì đâu, hẹn thôi. I will talk to you later. Nhưng mà nó ít nhất nó cũng biết là thầy có một cái appointment với mình, thầy giải thích cái gì đó cho mình hiểu. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi mình muốn nói cho người khác lắm, nhưng mà mình chưa học được cái cách nói. Thì trong Phật Pháp chỉ cho chúng ta, ví dụ như người mình hồi nhỏ, con không được làm cái này, cái này là pháp nè, nhưng mà không nói cho nó cái nghĩa. Tại sao? Tại sao? Ví dụ như mình nói con không được đọc sách ban đêm, mình nói vậy thôi mà ông nói mình phải nói cho nó biết luôn, tại vì tối con tắt đèn, con đọc sách con dễ bị hư mắt. Nói cho nó nghe tại sao không, giảng được cái nghĩa cho nó thì nó sẽ hiểu mình muốn nói gì và lý do nào nó không làm điều đó. Cho nên thưa đại chúng, trong năm giới mà mình thọ đó, không sát sanh, mà xưa giờ đi thọ giới là nghe câu đó thôi, nghĩa là không được tự giết, cố giết gì đó, tự giết rồi xúi người giết, thấy người giết mà vui. Bây giờ mình nói nè, trong cái lễ truyền giới mình phải nói rõ luôn, không sát sinh nghĩa là ý thức được khổ đau do sự giết chóc gây ra. Con xin học theo hạnh đại từ, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Mình nói cho người ta hiểu cái giới tử, người ta hiểu là tại sao tôi nhận cái giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, nghĩa là ý thức được khổ đau không công bằng trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, không tán thành khuyến khích mọi sự trộm cắp, và con nguyện khuyên bảo người khác để họ không làm giàu tích trữ trên sự đau khổ của người khác. Thì người Phật tử thấy điều cái điều tích cực. Tại sao mình phải thọ giới? Thưa đại chúng, mình đạo Phật là dạy cho mình một đời sống tích cực chứ không có tiêu cực. Mà tích cực cụ thể nhất, thiết thực nhất là chúng ta giữ năm giới, thể hiện được cái tinh thần của người Phật tử,
bằng cách là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không làm mất hạnh phúc của gia đình người khác, không nói những lời để người khác phải đau khổ vì lời nói của mình. Đối với bản thân không rượu chè cờ bạc, vì chính rượu chè cờ bạc xì ke ma túy là cái nhân hại mình, và là cũng là cái nhân để tác hại cho người khác. Đó là mình nói được cái pháp, mình nói được cái nghĩa. Ví dụ đây, Phật tử khi lại Phật chắp tay trang nghiêm ngay ngực, nói được cái pháp, nói được cái nghĩa luôn. Mười ngón tay hiệp lại là tượng trưng cho hiệp tâm, nhất tâm. Mười ngón tay giờ hợp lại thành một cho nên gọi là nhất tâm. Mà quý vị thường tụng là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ cũng nghĩa là nhất tâm đảnh lễ hay là hết lòng đảnh lễ. Đây là mười ngón nó đang ở bên ngoài, hiệp mười cái đó thành một, nhất tâm, không có tâm khác. Bây giờ con chỉ còn một tâm hướng Phật thôi, bằng tất cả tâm hành. Cho nên mình nói cho người khác nghe, mình nói được cho cái pháp mà mình nói được cái nghĩa, gọi là nghĩa biện tài hay là pháp biện tài. Tại sao mình ngồi thiền mình phải giữ lưng thẳng? Vì khi lưng mình có thẳng thì hơi thở mình nó mới thông, và ngồi không bị buồn ngủ, và ngồi đúng phương pháp ngồi không bệnh tật. Ngồi không đúng pháp ngồi có thể thêm bệnh, và dễ sanh ngủ gật, và không được cái sự định tĩnh. Tại sao phải ngồi thiền niệm Phật? Để đưa cái tâm mình trở về sự an tịnh. Vì con người mà tâm mà có tịnh thì trí nó mới sáng, hiểu biết nó mới thông. Người mà lăng xăng thì không có gì nhớ hết. Phong là ví dụ, hôm nào quý vị mất chìa khóa đi, lăng xăng đi tìm càng không nhớ để đâu. Ngồi yên lại, định hồn trở lại, định thần trở lại, rồi nhớ coi. Mình nhớ coi á, khi mình bước vô đây mình đã để chìa khóa đâu, mình ôn lại cả quá trình, nhớ lại liền chìa khóa nằm đó. Thật ra cái chuyện là mình muốn biết được cái đó thì chỉ cần định được cái tâm, không có gì khó. Cho nhiều vị mới nói sao học kinh học hoài không thuộc, tại vì học với tivi lấy gì thuộc. Mở phim Tàu Hoàng Châu Cát Cát lên là ngồi Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Cát Cát nói trọng cười hễ hạ mà không nhớ này cười nói gì. Ăn cơm mà sao không biết ngon, mày ăn cơm với Facebook, ăn cơm với tivi, ăn cơm với cái phone thì cơm đâu còn biết ngon gì nữa. Tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Tâm mà không an rồi đó, ăn không biết vị hương gì hết nữa. Tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Tâm bất tại yên, kiến như bất kiến, thấy mà như không thấy. Cho người nào bị ma nhập, không phải dễ ma nào cũng nhập, nhưng mà sở dĩ ma mà nhập vô được mình là tại vì cái thân này bỏ ngỏ, không có biết, không có biết định tâm để cái thứ. Ví dụ mở cửa này ra là gió lòn vào, rác rưới nó bay vào, còn đóng bít cửa lại rác nào vô được. Tâm mình mà bỏ ngỏ thì ác pháp nó xen vào. Còn tâm mình mà đóng kín bởi cái niềm tin chân chánh của mình thì không pháp tà nào xen vô được hết. Chứ tại sao mỗi ngày mình tụng kinh? Tụng kinh để mình minh Phật chi lý, lấy giáo pháp đó làm những cánh cửa đóng các căn của mình. Những tà pháp nó không xen vô, nó làm cho tâm hồn mình bấn loạn được. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi tụng kinh vậy đó, mấy chục năm nay trì chú Đại Bi ngon lành vậy, tự nhiên có ai tới nói trời ơi tại sao trì chú, trì chú Đại Bi, trì riết cái chú Đại Bi làm cho mình khu khờ. Nó hèn chi lâu nay tôi không nhớ gì hết trơn. Bị người ta gọi là gì, người ta bố mình, người ta khủng hoảng mình. Làm gì có chuyện mà tụng kinh Phật mà khùng mà điên. Chứ gì mà nó đừng ngồi thiền nghe. Pháp Hòa không có binh pháp nào hết á. Pháp Hòa là hòa với các pháp, và không có binh pháp thiện, binh pháp tịnh gì hết á. Pháp nào cũng là pháp của Phật, pháp nào cũng là thuốc để mình uống trị lành bệnh của mình. Cho nên
đang ngồi niệm Phật, người khác nói mình cũng bị phân tâm. Cho nhiều lắm Phật tử gửi thơ về cho quá rất là nhiều. Con đang thờ Phật Thích Ca mà Phật có duỗi cánh tay xuống dày, tao nói hèn chi lúc này con làm ăn không lên. Bị gì? Mẫu lúi mụ xỉn. Mình bị cái pháp mà mình thờ Phật mình không nắm được, cái là pháp khác ta xem vô. Cho nên mình làm cái gì mình phải nắm được cái pháp, mình nắm được cái nghĩa thì không ai làm gì được mình. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hoan hỷ, thứ nhất là người nói hoan hỷ. Đây, mình là người nói, hoặc thí dụ quý thầy nói pháp, quý thầy nói pháp, quý thầy cũng nói bằng tâm hoan hỷ. Mà tâm hoan hỷ này nó sanh từ đâu? Nó sanh từ cái tâm nhạo thuyết. Cái này trong Phật giáo gọi là tứ biện tài: pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, nhạo thuyết biện tài. Từ biện tài là gì? Là từ ngữ địa phương mình biết. Hồi đó Pháp Hòa ít qua Mỹ thì không biết. Qua Mỹ mà qua vùng Cali Pháp Hòa hay nghe. Hôm nay có hai anh xì vô, mình bây giờ mới biết là xì là Mexico. Mexican. Còn ở bên quý vị mà qua Canada thì quý vị sẽ nghe hôm nay có da đỏ. Vì bên Canada không có mễ, Canada có người native, người da đỏ. Mà ở bên Canada, xứ Canada, người ta không gọi người ngoại quốc bằng người ngoại quốc hay là người Mỹ, ta kêu là người Tây. Bất cứ ai mà vô chùa mà không phải người Việt là kêu Tây hết á. Thì mình đến mỗi nơi mình học được cái cách địa phương họ nói. Cái đó là từ vô ngại, từ ngữ vô ngại. Vậy thì thứ nhất là người nói phải hoan hỷ, gọi là ngộ nhân hoan hỷ. Mình gặp được cái người nói pháp hoan hỷ. Mà người nói pháp hoan hỷ mà nghe hoan hỷ không? Nghe cũng hoan hỷ. Ví dụ mình tới mình hỏi: Chị em không biết nấu xôi sao cho ngon, chị nấu ngon với chị chỉ em. Ta mà vui vẻ ta chỉ, ta nói đầy đủ, ta nói chi tiết. Thôi khó lắm đừng học. Muốn ăn nói tôi nấu cho. Nói vậy là biết gì rồi phải không? Nó giấu nghề. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, nếu mà cái người ta chỉ cho mình mà người ta hoan hỷ là tự nhiên mình nghe mình cũng hoan hỷ. Và đôi khi mình hỏi mà người ta quá miễn cưỡng, người ta phải chỉ cho mình, thì mình nghe cũng không hoan hỷ lắm. Tại vì mình biết là khi họ nói mình nghe không hoan hỷ. Cho nên mình là một người cha mẹ nói cho con nghe cũng vậy. Quý vị nên nói cái lời nào để nó nghe mà nó thấu được cái lỗ tai nó. Có nhiều khi trong cuộc sống mình quên cái đó. Mình la rầy người khác nhưng mình cái cách mình nói người ta nghe, người ta không có hoan hỷ. Thì cái người nghe không hoan hỷ thì không tiếp nhận lời của mình nói được. Và không tiếp nhận thì người ta không thể thực hiện. Và người ta không thể thực hiện thì người ta sẽ làm cho mình buồn phiền bực tức và tăng trưởng cái bực tức của mình lên. Vậy thì muốn ngưng cái sự bực tức của chính mình thì hãy nói ngay từ đầu, hãy nói những gì người khác nghe cho nó dễ nghe. Nhiều khi mình sống chung với nhau, thí dụ mình nói em ơi em, mình ăn cơm rồi mình phụ chị rửa chén nghe em. Biết ăn mà không biết rửa hả? Thì cũng là câu nói, nhưng mà người khác nghe khó nghe quá. Thật ra là mình nói đúng nhưng mình không nói sai. Mình họ không rửa chén, mình nói mình rầy họ là đúng đó. Nhưng mà cái cách rầy của mình đó, nó không làm cho người khác chuyển hóa được. Họ nếu họ ý thức họ đã rửa rồi. Vì họ không ý thức cho nên mình cần phải đánh thức họ. Mà cần đánh thức họ thì mình phải nói những lời nào để cho cái ý thức của họ nó tiếp nhận mình một cách nhẹ nhàng. Chúng sanh can cường thì chư Phật phải có những cái pháp độ chúng sanh can cường. Quý vị nhớ kinh Địa Tạng không? Đức Phật phải nói cái pháp gì cho chúng sanh rõ được pháp khổ, pháp vui. Mà trước khi nói pháp, bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra những vừng mây sáng rỡ.
Nhớ không? Như là vườn mây sáng rỡ đại phước đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y, vườn mây sáng rỡ đại tán thán. Tại sao? Tại vì mình phải tạo cho người ta cái niềm hoan hỷ trước khi người ta tiếp nhận. Thế gian là vậy. Thưa đại chúng, là bây giờ là mặc dù tổ chức tối nay pháp thoại là chính không, nhưng mà mình tới nơi mà thấy ghế không có, gì cũng có hết trơn, thì tăng làm sao? Tự nhiên mình cũng cảm thấy là ủa, có thật lòng tổ chức không? Còn mình bước vô thấy có ghế sẵn nè, rồi người ta chuẩn bị thức ăn nữa nè, vậy là nghĩa là người ta có một sự chuẩn bị tiếp đón mình. Mà mình tới đây mình nghe pháp để có được thức ăn cho tâm linh, rồi lát nữa ra có một chén cháo để mà bổ dưỡng cái thân, hoan hỷ không? Hoan hỷ quá, về khen. Vạn hạnh, đúng là vạn hạnh. Thí dụ vậy đó. Cho nên người ta trước khi mà người ta tổ chức xong buổi lễ gì, ta lên ta nói: hôm nay trong sự tiếp rước của gia đình, nếu có điều chi sơ sót, xin quý vị vui lòng tha thứ. Tiếp rước à? Rước tôi vô phải tiếp đãi. Cho nên trong cái từ Phật học cũng vậy. Mình gửi cái thơ tới mời thầy đó tới giảng pháp về tụng kinh gì là: con xin thỉnh thầy, thầy tới xin nghinh đón. Thỉnh là mời, tới là đón. Không là nói ví dụ gì trong, thì trong cái lời của chúng ta cũng vậy. Gia đình chúng tôi sẽ làm lễ đám cưới cho con tôi gì đó, xin mời. Mình xài tiếng Việt mời. Anh chị mà đến rồi thì tiếp rước, phải rước người ta vô rồi tiếp đại. Cho nên người nghe, mà trước hết muốn người ta nghe người nói phải hoan hỷ, gọi là ngộ nhân hoan hỷ. Mình sẽ hoan hỷ lắm nếu mình gặp một người ta nói bằng tâm tư của người ta, ta nói bằng trái tim người ta, nói bằng tấm lòng của người ta. Thật sự là chúng người nói bằng tấm lòng á, nhiều khi từ ngữ nó không hoa mỹ, nhưng đủ để mọi người tiếp nhận, đủ để mọi người hiểu và chuyển hóa để thay đổi. Người Việt mình qua nước Mỹ học tiếng Mỹ đâu bao nhiêu đâu, mà đi làm Mỹ biết hết, Mỹ hiểu hết á. Tại vì mình quơ quơ là hiểu mình hết rồi. Nhiều khi mình nói tiếng Việt mình ráp á, mình ráp đủ kiểu vô họ cũng hiểu mình muốn nói gì nữa. Mình nói tiếng Anh I speak English very ugly tiger. Tôi xấu hổ quá, họ hiểu ở trên. Xấu hổ là ugly tiger. Như vậy hai cái này nó đi chung với nhau: ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ. Chữ văn là nghe. Mình nghe là mình phải lắng. Cho nên tiếng Việt mình nói rất rõ: lắng nghe. Không có lắng nghe không được. Ví dụ nãy giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa không biết ở phía sau loa nó đủ không, cho nên ráng dặn gân nói một chút. Nhưng mà nếu mà đại chúng chịu khó ủng hộ bằng cách là đừng làm ồn, đừng nói chuyện riêng, đi tiếng dép cho nhẹ nhàng, nhấc cái ghế lên cho cẩn thận, mình ủng hộ cho cái lắng bằng hoàn cảnh, bằng xung quanh, mọi người nghe kỹ, nghe rõ. Cho nên lắng nghe. Thường thường mình nghe cái gì mà không lắng là nghe không có rõ đâu, nghe là dễ hiểu lầm lắm. Cho nên trong cuộc sống này một phần hiểu lầm là do thiếu sự lắng nghe. Nghe thì có mà lắng thì không bao nhiêu. Vì vậy cho nên nghe không kỹ và nghe không rõ. Ví dụ nhà A Nan hồi xưa Phật mà sắp nhập Niết Bàn, Phật nói này: A Nan, trong giới luật của tôi sau này có một số điều nên giữ, một số điều nên bỏ. Ngã đang nghe thôi, rồi lo ngồi khóc suốt vậy đó. Đến cho khi Phật mất rồi, quý thầy hỏi: bữa hôm tôi nghe Phật nói là số bỏ số giữ, vậy thầy có hỏi nào giữ nào bỏ không? Ngã đang nói: dạ em lo khóc không em quên. Cho bây giờ trong giới luật không ai dám bỏ câu nào hết.
không ai dám bỏ câu nào hết, bởi vì Phật nói mà Phật không có ngà năng không hỏi tiếp. Và bạch Đức Thế Tôn, thế thì cái gì bỏ và cái gì giữ? Là khóc không. Cho nên ngà năng cũng thế. Và tất cả chúng ta trong cuộc sống này, đôi nhiều cái chúng ta hiểu lầm nhau là do chúng ta nghe không có kỹ. Chúng ta nghe không kỹ cho nên dễ sanh hiểu lầm. Có một bác kia, bác tới chùa, cái thầy mới hỏi: bác năm nay bao nhiêu niên kỷ? Bà già ngước lên nói: bộ con xấu lắm sao thầy nói giống con quỷ. Ai biểu thầy xài hán chi? Phải chi thầy tới năm bác năm nay bao nhiêu tuổi? Còn xài tiếng hán: bác năm nay bao nhiêu niên kỷ? Còn bà gặp bà già lãng tai nữa. Cho nên trong Phật Pháp á, hai cái chữ đốn ngộ là vậy đó. Pháp Hòa ví dụ nãy giờ đại chúng ngồi đây á, quý vị nghe rõ, cho nên Pháp Hòa nói đâu quý vị nghe tiếp nhận hết. Cái này là đốn. Nhưng mà có ông bác kia, bác ngồi, bác thấy người ta cười, bác cũng cười, mà bác không nghe gì hết á, tại bác lãng tai. Nhưng mà nếu một người lãng tai mà mình nói với quý vị đó, mình phải nói làm sao? Nói nhanh hay nói chậm? Nói chậm mà phải nói rõ nữa. Thì trường hợp đó gọi là tiệm. Cho nên trong Phật Pháp tu hành là đốn ngộ tiệm tu, hay là đốn ngộ đốn tu, tiệm ngộ tiệm tu. Đốn là nhanh chóng, tiệm là từ từ. Người nghe mình rõ ràng thì người ta đốn. Người nói Pháp cũng phải thế. Có những người ta đốn, mình nói theo đốn. Những người ta tiệm, mình nói theo tiệm. Như trường hợp hai cái cách nghe, cái người ta rõ lỗ tai thì ta nghe tới đâu ta hiểu tới đó, mình nói không cần phải nói chậm, không cần phải nói rõ. Nhưng với một người cái thính giác họ yếu thì mình phải nói chậm và nói rõ để cho từng nghe ra rõ. Cho nên á, cái lời tụng kinh thỉnh vong à, thỉnh hương linh về đây thính pháp văn kinh. Lời kinh và lời pháp các vị phải lắng nghe, quý vị mới thấm thấu được. Có nhiều khi một cái người mà ta đang khổ, ta đang khóc vậy đó, mình lợi mình nói rỉ rả bên tai ta lo ta khóc không, nhiều khi tiếng khóc ta áp luôn cả lời khuyên mình nữa. Thôi mình để cho họ lắng xuống nào. Họ lắng xuống lúc đó mình nói, người ta mới nghe được. Cho nên thường thường quý vị nhớ là ở trong một cái đàn truyền giới, khi đang truyền giới cho các vị giới tử, mọi người xung quanh không được làm ồn. Vì làm ồn là bị phân tâm cho giới tử. Họ nghe pháp không có, họ nghe cái giới không rõ ràng, họ tiếp nhận giới không rõ ràng thì chưa thể gọi là giới thể tiếp nhận trọn vẹn. Có những cái trường hợp đắc giới á, gọi là vô tướng, vô tướng đắc giới. Họ chưa vô giới trường, họ chưa vô cái đàn truyền giới mà họ đã đắc giới trong vô tướng, trong vô hình. Tại sao vậy? Vì cái tâm cầu giới quá tha thiết. Ví dụ như mình lâu quá mình mong, mình bảo lãnh mẹ sang Mỹ chơi, lâu quá chưa gặp mẹ, mà bây giờ máy bay mẹ vừa đáp xuống, mình nhìn lên cái bảng mình thấy chuyến bay đáp xuống rồi, mẹ chưa ra tới, mà trong này, trong đứng ngoài này mình chờ mẹ mà lòng mình hồi hộp nôn nao vui mừng, mà những giọt nước mắt nó đã khóc. Vô tướng, mình gặp mẹ trong vô tướng rồi. Một lát mẹ ra là mình sẽ ôm mẹ mình khóc, nhưng mà mình tưởng tượng được bước chân mẹ ra tới cửa, mình được gặp mẹ sau bao nhiêu năm trời xa cách. Ai chưa về Việt Nam lần nào, Pháp Hòa nghĩ rằng lần đầu tiên bước xuống phi trường mà trở về, bước vô căn nhà mà mấy chục năm mình ở, Hòa nghĩ là quý vị sẽ khóc. Hoặc là trên đường về nhà, cái tâm tư của mình nó hồi hộp, nó nôn nao được gặp lại cái nhà xưa của mình. Vô tướng.
Cho nên mình thọ giới đó, nhiều khi mình chưa được tiếp nhận giới, nhưng mình nghĩ tới thầy, vị thầy mà mình đang mong mỏi, mình đang thương quý, hôm nay được thầy làm lễ truyền giới cho mình, tâm tư mình, cảm xúc mình đã vô tướng đắc giới. Và mình muốn cho người khác được cái sự thanh tịnh đó, mình phải lắng nghe, mình phải giữ cho cái đạo tràng thật yên tĩnh. Cho nên cái câu mà nói giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, nhiều khi nói vậy thôi nhưng mà thiệt sự chưa thanh tịnh, chưa trang nghiêm. Cho nên để giúp cho mọi người thanh tịnh trang nghiêm thì chúng ta lắng nghe, chúng ta tập mỗi người gìn giữ thúc liễm để cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh. Ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ, mà mình nghe rõ thì mình sẽ làm đúng. Nghe rõ sẽ làm đúng. Và bữa đó đi lên cúng cơm, cúng linh á, thì quý thầy mới nói đạo hữu con trai lớn lên xới cơm, gấp cơm mà cúng dường má. Ổng nghe không kỹ, ổng đứng dậy, ổng bưng chén cơm là ổng đút vô cái xác á. Thì quý vị thấy không? Thì bây giờ mình nếu mà nghe kỹ thì mình sẽ làm khác được. Cho nên trong cuộc sống này những cái sự hiểu lầm là do chúng ta nghe không kỹ. Và khi chúng ta nghe pháp á, mình nghe bằng âm thanh và nghe luôn cả giáo pháp. Cái đó gọi là nghe mà nghe. Nghe tiếng, nghe luôn ý nghĩa của cái lời đó, gọi là nghe mà nghe. Còn trường hợp mình nghe tiếng mà không nhận được cái pháp, gọi là nghe mà không nghe. Nghĩa là chỉ nghe được cái tiếng của vị đó nói, nhưng mình không nhận được cái nghĩa lý vị đó muốn nói gì, thì cái đó trường hợp đó gọi là nghe mà không nghe. Còn trường hợp nghe tiếng vị đó nói mà nghe luôn cả cái nghĩa người đó nói, hiểu rất tường tận, đó gọi là nghe mà nghe. Có trường hợp thứ ba là không nghe mà không nghe, nghĩa là mình ngủ thẳng cẳng. Nhiều khi thầy nói êm quá không, cho là bắt đầu mình liêm diêm, mình nhập định. Và sau đó mình giật mình, ủa hồi hướng rồi hả? Rồi khi mình nghe rõ rồi thì mình sẽ thực hiện, thì cái đó gọi là gì? Đắc quả hoan hỷ. Đây là trường hợp á. Có những vị người ta nghe xong người ta thực hiện, và người ta thấy rất là có kết quả. Ngày hôm qua Pháp Hòa được bà cụ 75 tuổi viết cho một lá thơ. Hồi trước kia con hay chấp lắm, nếu mà con nói mà con cháu không nghe là con buồn tủi lắm, mà kể từ khi nghe thầy băng giảng của thầy rồi là con buông xả và con không còn chấp trước như vậy nữa. Đó, cái vị đó gọi là gì? Đắc quả đó. Nghĩa là nghe rồi thực hiện, thực hiện mình mới thấy được cái kết quả và chúng ta sanh vui. Quý vị học học làm học nấu ăn á, mà nấu thành công là vui. Mình học kinh mà mình thuộc kinh là mình sẽ vui. Mình học thỉnh chuông mõ mà mình biết thỉnh chuông mõ rồi mình sẽ vui. Mình học xếp áo tràng và bây giờ mình xếp cái áo tràng rất là đẹp, rất là ngay ngắn, rất là gọn gàng, không lượng thượng nữa, mình sẽ rất vui. Mình học những cái nghi lễ trong chùa và hôm nay mình làm được, mình sẽ rất vui. Cho nên việc gì mình làm được mình sẽ vui, gọi là đắc quả hoan hỷ. Thường thường á, trước khi mà lên pháp thoại á, là Pháp Hòa xá Phật xá Tổ, và trong thâm tâm Pháp Hòa là cầu nguyện Tam Bảo chư Tổ gia hộ cho con có đủ cái năng lực để con chuyển những cái lời Phật Tổ dạy đến cho đại chúng, vì con biết khả năng của con không có, và con chỉ nương nhờ oai lực của Tam Bảo. Thì khi nào mà một buổi pháp thoại đó nói xong mà Pháp Hòa thấy rằng mình đã truyền đạt được những gì mình muốn và những hết ý tứ một phần lớn của giáo nghĩa, Pháp Hòa xuống, Pháp Hòa rất là vui. Dù có mệt cỡ nào đi nữa nhưng mình đã hài lòng với cái buổi nói chuyện của mình, Pháp Hòa vui lắm.
Cho nên khi nào mà cái người nói mà người ta phấn khởi, người ta nói là tùy vào thính chúng đã đến nghe pháp và đã trợ duyên cho cái buổi pháp thoại bằng cách nào. Cho nên đại chúng nhớ là không phải riêng cho Pháp Hòa mà tất cả các buổi pháp thoại của quý tôn đức, việc làm đầu tiên của chúng ta là phải tắt phone và không nên nghe phone trong buổi pháp thoại. Có nhiều khi mình nghe phone xong mình ngồi bắt luôn nữa. Alo, tôi đang nghe pháp, bà tới chưa? Thì mình sẽ làm dao động và mình đi tới đi lui cũng làm người khác, người ta mất sự chú ý. Cho nên có một lần đó, có một cái vị đó viết tờ giấy lên mép với thầy á, xin thầy nói ban tổ chức cắt bớt người chụp hình. Đi tới đi lui lãng giảng trước mặt con nghe được gì. Bảo Hòa nói cái này em chưa mặc áo giáp. Cho nên là cái đắc quả nghĩa là mình thành tựu được những gì mình học, mình nghe và mình thực tập. Quý vị không thể nào có niềm tin chánh tín sâu hơn nếu như sự tu tập của mình không có đầy đủ. Nếu mình chỉ nghe pháp mà mình không thực hành thì mình không thể nào mình vui được với những cái gì mình thành tựu được. Ví dụ mình học thỉnh chuông mà về nhà mình không bao giờ mình thỉnh hết á, thì tới hồi hữu sự gọi mình lên thỉnh thì cái tiếng chuông mình nó không đều, nó không hay. Còn ở nhà mình thường thỉnh thì tới khi chùa cần gọi mình lên, mình cầm cái dùi chuông mình thỉnh tiếng chuông không sợ hãi. Và cái tiếng chuông mà sợ hãi ngại ngùng đó, nó phát ra đó, người ta hiểu được là mình, tiếng chuông của mình chưa đủ tự tin. Mình chưa đủ tự tin đến cái tiếng chuông của mình. Cái người thỉnh mỏ ta nghe ta cũng biết luôn. Cái người mà cái vị nào mà tụng kinh mà rành rỏi rồi đó, nghe tiếng mỏ tiếng chuông là biết người thỉnh mỏ thỉnh chuông chưa tự tin với tiếng mỏ của mình. Nhiều khi nó chỉ chậm như một giây thôi, rớt phần nửa nhịp thôi là nó cũng vô nhịp nữa. Thật ra cái người thỉnh mỏ cũng rất quan trọng. Vì thỉnh mỏ như thế nào để mà người ta tụng kinh mà người ta nhịp nhàng được tiếng mỏ, tụng mà nó phát ra được cái âm ba trầm hùng làm cho người khác nghe kinh mà người ta lắng tâm. Cho nên cái vị mà truyền giới sư, các thầy mà truyền giới đó cũng phải nói cho rõ ràng âm thanh để cho giới tử nghe cho rõ cái giới đó là cái gì, để cho người ta thấu hiểu. Cho nên nó phối hợp rất là nhiều thứ. Thì tóm lại, trong kinh đưa ra những cái sự hoan hỷ mà Pháp Hòa thưa với đại chúng đó. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, và sự chứng nhận, chứng được cái sự tu tập một cách hoan hỷ. Nếu mà mình làm cha làm mẹ mà mình thấy con mình đó, nó nghe lời mình, nó làm những cái điều mình dạy vui lắm. Mình sẽ rất là vui khi thấy. Thỉnh thoảng Pháp Hòa ở trong chùa, Pháp Hòa những cái buổi lễ bình thường để cho các thầy đệ tử nhỏ ra làm lễ, thỉnh thoảng Pháp Hòa sướng những cái bài kệ bằng chữ Hán mà Pháp Hòa chưa dạy mấy thầy bao giờ. Nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa lại nghe mấy thầy lập cái bài kệ đó, Pháp Hòa rất là vui. Vì mình biết rằng trong khi mình tụng cái bài đó, đệ tử mình có lắng nghe và đã học cái bài kệ đó và đã sướng cái bài kệ đó. Mình biết rằng đệ tử mình có nghe những gì mình hướng dẫn một cách gián tiếp. Vậy là các thầy mà lâu lâu lên làm lễ mà nghe sướng mấy cái bài chữ Hán mà qua thỉnh thoảng qua sướng, các thầy ở ngoài đó sướng mà mình trong này trong lòng mình sung sướng. Tại vì mình biết rằng những gì mình nói ra đệ tử mình có tiếp nhận, không trực tiếp nhưng mà bằng sự gián tiếp. Có một đệ tử nhắn gửi cho Hòa một cái lá thơ nhỏ: con cảm ơn sư phụ,
Đôi lúc tụi con làm sai, sư phụ thấy và sư phụ không nói trực tiếp, nhưng mà sư phụ đã đem cái đó ra để hướng dẫn chung cho đại chúng, và con đã tiếp nhận được. Cho nên nếu mà người đệ tử có cái sự, vì sao? Vì khi mình nói mình không có bằng cái tâm ghét. Tôi ghét đứa đệ tử đó, tôi phải mang nó ra, tôi hành quyết nó giữa đại chúng vậy, thì cái lời nói đó không phải là lời nói của pháp sư, không phải lời nói của giảng sư, không phải là lời nói của cái người thầy muốn hướng dẫn. Cho nên ngay cả một người thầy mà muốn dạy cho đệ tử, mà nếu dạy bằng không bằng cái tâm từ của mình, không bằng cái tâm thương yêu của mình, thì lời nói đó đệ tử cũng không tiếp nhận được. Có nhiều khi mình la rầy rất nặng, nhưng đệ tử rất hạnh phúc được tiếp nhận lời. Vì sao? Vì thật sự mình đã xuất phát từ một trái tim thương yêu của mình. Cho quý vị thấy, có nhiều khi có nhiều người á, mình gần chơi nói chuyện chung, mình nói họ lời nói mà mình nói họ nghe hết á. Tại vì họ nhận được lời nói đó từ cái lòng từ của mình, chứ không phải là từ sự ghét bỏ. Cho nên ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ và chứng quả hoan hỷ. Và đó chính là ba sự hoan hỷ mà đoạn cuối của mỗi bài kinh đó, các vị đệ tử hoan hỷ phụng hành. Ở đây muốn định nghĩa chữ hoan hỷ cuối của bài kinh đó. Và không có gì hạnh phúc hơn là cuối một lời dạy chỉ cần nghe hai chữ hoan hỷ phụng hành. Và chư tổ đã định nghĩa chữ hoan hỷ của cuối bài kinh đó bằng ba cái nghĩa: người nói, người nghe và sự thành tựu, đủ được để nói tới cái hoan hỷ phụng hành. Cuộc sống của chúng ta, ví dụ như chị ơi, chị hoan hỷ lấy giùm em cái thau. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, lấy cái thau hoan hỷ. Ê, lấy giùm tôi cái thau coi. Thì chị kia, mình nói không hoan hỷ phải không? Người kia cũng sẽ nghe không hoan hỷ. Tôi làm gì mà tên ê? Mà tôi vô đây tôi công quả cho tôi làm mọi bà, sao mà sai tôi dữ vậy? Nghe không hoan hỷ phải không? Dẫn đi lấy cái thau, dẫn cái thao xuống cái bóp nè, quả không quan hệ. Vậy thôi. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta muốn cái kết quả nó quan hệ thì hãy nói hoan hỷ, để người nghe hoan hỷ, và những gì chúng ta muốn thực hiện sẽ hoan hỷ. Một ngôi chùa rất cần sự quan hỷ như thế. Tại vì tất cả chúng ta đến đây chỉ là bằng tất cả tâm của mình cho Tam Bảo, thì chúng ta đến bằng hoan hỷ, chia sẻ với nhau trong hoan hỷ, và người tiếp nhận lời nói của nhau trong hoan hỷ, để ngôi chùa được thành tựu trong sự hoan hỷ. Vợ chồng cũng vậy thôi à. Vợ chồng mà đừng có nghĩ rằng người đó là vợ tôi muốn nói gì nói. Dạ không. Người đó là chồng tôi muốn nói. Dạ không. Chính vì là chồng là vợ, cho nên sự nói với nhau lại phải càng cẩn thận hơn. Vì ngay từ đầu chúng ta đã nhận rồi mà, tương kính như tân, kính trọng nhau như người khách, người bạn, thì không có lý do gì chúng ta nói những lời xúc phạm. Nhất là không nên xúc phạm đến gia đình, cha mẹ của hai bên. Nếu hai bên có lỡ những cái buồn phiền gì với nhau, không nên lo dòng tộc cha mẹ ra, hai bên ra chửi bới. Nói không hoan hỷ, nghe không hoan hỷ, thì cái quả nó không có, nó phát lúc đó rồi nó vui, nhưng mà sau đó cái đau khổ, cái hiềm hận nó lưu ở trong lòng. Thưa đại chúng, mình là có một cái tâm nhẫn nại, nhưng mà chúng ta chỉ mới nhẫn mà chúng ta chưa xả bỏ. Cho nên cái đau khổ, cái hiềm hận mà người chồng, người vợ đã nói với mình đó, nó lưu lại trong tâm. Gần đây Pháp Hòa có một cái em đó, viết cho con một lá thơ: mẹ con, ba con đã đối xử với con rất tệ, hồi nhỏ đánh đập con, chửi bới con, bây giờ lớn lên đó, thì rất là thương con. Con nhận ra hết, nhưng mà con không quên được những lời nói, những hình ảnh mà ngày xưa cha mẹ đối với con. Và bây giờ con cầu cứu thầy làm sao giúp cho con tiêu trừ cái tâm đó.
Mỗi lần mẹ con lại bên con vuốt ve thương con thì con không nhận được cái hiện tại mà con cái quá khứ nó đem về. Rồi con cảm nhận mẹ đang giả bộ, mẹ đang làm bộ, mẹ đang gỡ gạt những gì mẹ đối với con. Tại sao vậy? Tại vì những cái đó nó rơi trong cái tàng thức của người con đó rồi. Tàng thức là gì? Là cái memory. Và những gì chúng ta đối với nhau nó rơi vào ở trong cái tàng thức đó. Pháp Hòa ví dụ như quý vị chưa gặp Pháp Hòa và quý vị chỉ thấy trên băng, trên dĩa thôi, thì quý vị cũng có trong tàng thức nhưng mà chưa trực diện, chưa tiếp xúc. Và quý vị nghĩ rằng ồ, một lát nữa tôi gặp thầy tôi sẽ vui như thế này, tôi vui thế kia. Xui quá trời, bữa đó gặp biểu nổ một cái rồi nguyên cái hình ảnh nó rớt trong cái tàng thức mình. Và chúng ta bị như vậy nhiều lắm. Cho nên là chúng ta hay thần tượng, thánh thần một bức tượng, ta hồi tượng nó rớt cái gì? Sụp đổ. Thần tượng sụp đổ. Và nghe một câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nói với mình rằng mỗi người đều có những cái lò chứa, cái ổ chứa đó, gọi là cái memory, cái storage. Mình không khéo thì tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái tàng thức, nó không gỡ được. Có một cái em đó đó, nó không nói chuyện được với ba, nó hận ba ghê gớm. Thì lần đó mời Pháp Hòa tới nhà để mà giải hòa cho gia đình. Thì sau khi mà giải hòa rồi là vợ chồng ôm nhau, con cái cha mẹ ôm nhau để mà giải tỏa nội kết. Một tháng sau Pháp Hòa hỏi thăm thì đứa nhỏ nó mới nói: con chưa tiếp nhận được ba, tại vì mỗi lần ba tới ôm con là con cảm tưởng như ba giả bộ, ba miễn cưỡng. Pháp Hòa mới nói: con phải thông cảm cho ba, mười mấy năm trời gây gỗ, bây giờ chỉ mới có một tháng biểu ba ôm con là ba đang ráng làm, nhưng ba chưa có thể làm một cách tự nhiên được. Pháp Hòa vừa nói xong, ông già ông khóc nức nở. Chỉ có thầy nói được đúng cái điểm của con. Tại vì ông biết ông đang gượng gạo, nó cảm nhận được chứ. Nhưng mà mình phải thông cảm, ta gượng gạo. Tại vì cả bao nhiêu năm trời không làm việc đó. Nên là đừng nói vợ chồng mà gây với gỗ với nhau, giận nhau cả tháng mà bữa nào quề lợi cũng còn ngại ngại lắm chứ đâu phải bình thường. Mới đầu ông bà từ từ rồi anh em trở lại bình thường chứ. Mà hễ mà lúc mà thương ấy, anh làm này cho em, tới hồi giận nói trỏng thôi, lấy này mình tôi coi, cơm tôi nấu rồi đó. Nó khác liền à. Chứ trong cuộc sống mà nếu mà mình cái sự cảm mà nó có rồi là nó thông hết, nó thông được hết. Cảm có mới có thông, gọi là cảm thông. Mà đã thông rồi đó là sẽ cảm, cho nên gọi là thông cảm. Mà trước hết mình phải cảm. Mà muốn cảm phải làm gì? Đặt mình vào người đó, đặt mình vào vị trí của người đó, mình sẽ hiểu được. Quý vị nào mới tới chùa một tuần, hai tuần đầu có ngại ngôn lắm, nhưng mà lâu ngày rồi, đi chùa đó lâu rồi thì mới có được cái sự tự nhiên chứ. Mình mới về nhà chồng phải bản lẻn lắm chứ, làm gì cũng phải thưa gửi chứ. Rồi tới hồi mà quen rồi thì nó khác chứ. Thì ai cũng phải thế thôi. Cho nên đứa nhỏ đó mới nói là ba ôm con thì có, nhưng mà nó nói tiếng Anh đó, I don't see him in it. Tôi bảo nói không, con phải thông cảm, tại vì ba con làm chưa quen việc đó. Tại vì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là cái câu cuối cùng của mỗi cái lời kinh chúng ta tụng, chữ hoan hỷ. Và chư tổ đã định nghĩa hoan hỷ ở cái điểm đó, ở chỗ nào? Chỗ nào gọi là hoan hỷ phụng hành? Thì người nói phải hoan hỷ, người nghe phải hoan hỷ, và sự chuyển hóa của mình nó kết quả gọi là chứng, gọi là đắc quả hoan hỷ. Giờ mình qua câu hỏi ha. Đại chúng mệt không? Dạ. I hope so. Bây giờ mình sẽ sinh hoạt và vấn đáp một vài câu hỏi đây ha.
Nếu như câu hỏi không có hết, ngày mai sáng mình còn buổi nữa. Ngày mai sáng ra tới được không? Ngày mai có chương trình đó. Chút xíu nữa sẽ thầy Nguyễn Hiển sẽ thông báo. Thầy phone Pháp Hòa, thầy nói là một buổi tối thứ hai. Xong Pháp Hòa gửi vé máy bay qua, thầy thấy Pháp Hòa đi về lúc 2 giờ cái thầy chen thêm buổi sáng. Rồi bây giờ nếu có câu hỏi đó quý vị cứ giữ đi để ngày mai sáng mình sinh hoạt. Rồi bây giờ xin tiếp tục câu hỏi, xin bắt đầu câu hỏi nha. Mô Phật, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Con đã quy y rồi, bạn con chưa quy y. Con khuyên bạn ấy quy y, bạn nói không quy y, không biết thì tội ít. Còn quy y rồi, phạm tội thì nhiều hơn. Mong thầy giải thích. Câu hỏi hay quá. Không có cái chuyện gọi là không biết thì tội ít, mà biết rồi tội nhiều. Not fair. Rủi ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Quý vị chưa quy y nha, nhưng mà trong cái nhận thức bình thường mình biết là mình giết người có tội không? Biết không? Vậy thì bây giờ nếu mình giết người xong nó I don't know. Nói vậy sao được? Anh không biết hay là anh biết gì cũng thế thôi. Anh giết người là phạm tội. Và người ta sẽ tùy theo cái cách giết của mình mà người ta định tội mình là first degree, second degree, second murder, first murder gì đó không cần biết. Ở đây á, chúng ta khuyên quy y là như thế này. Chúng ta quy y rồi để chúng ta biết cái gì sai, mà lỡ có phạm chúng ta biết nương tay. Ví dụ hồi xưa mình xưa quy y phải không, ai trọng tới mình coi chừng nghe mày. Nhưng mà mình khi mình quy y rồi đó, vừa dơ vậy, mồ Phật. Khác không? Hồi nãy vậy mà giờ vậy rồi. Chưa quy y thì là phàm phu tục tử. Quy y rồi vẫn phàm phu, nhưng phàm phu Phật tử. Quy y rồi đâu phải chứng thấm chứng quả gì đâu. Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, tôi choàng lên người tôi một chiếc áo của Phật tử, tôi biết nương tay. Tôi có làm cái điều đó, nhưng mà tôi biết, ví dụ như mình biết nó tội, rút lại bớt. Hồi xưa ăn cắp hốt 100%, bây giờ thôi quy y rồi, nhả xuống bớt đi. Đó là Pháp Hòa nói là mới bước đầu đó nha. Lấy nhưng mà cho người ta sự sống nữa. Cho nên á, Phật rất là tâm lý. Phật nói về nè, người nào giữ được một giới tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Người nào giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ. Người nào giữ được bốn giới thì gọi là đa phần cư sĩ. Người nào giữ trọn được năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Phật đâu có bắt mình, nhưng mà thưa đại chúng nè, không giết người nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, không lường gạt dối trá nè, không rượu chè cờ bạc nè, dù mình chưa thọ giới quy y nhưng mình đã phạm trầm trọng hết năm cái này chưa? Chưa. Thậm chí chưa giết người nè, không trộm cắp, dù không hiểu gì nhưng mình hiểu căn bản, qua xứ này rồi có thiếu thốn gì đâu mà phải ăn cắp, là không bao giờ ăn cắp. Cái thứ hai, một đứa con nít nó lớn lên nó cũng nhận biết giết người là phạm tội cho nên nó không làm. Điều thứ ba, tự mình sẽ hiểu rằng mình đã có gia đình rồi thì không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Cái điều đó tự mình ý thức mình giữ thôi. Cho nên dù quý vị chưa quy y nhưng trên cái căn bản đạo đức của con người, mình đã tiếp nhận cái đó và thực hiện. Hôm nay lễ quy y chẳng qua là một cái lễ để chính thức mình phát nguyện. Con nguyện giữ gìn năm cái điều này để làm gì? Để bảo hộ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên quy y là một cái pháp tích cực. Chúng ta rất tích cực muốn chuyển hóa mình trở thành một người sống trong đời này mà luôn mang hạnh phúc cho mình, cho người, cho xã hội. Chứ đâu phải mình trở thành
một cái tín đồ của một cái đạo giáo, để rồi mình làm thì được phước, không làm có người ai đó trừng phạt mình. Không cần tới Phật trời nào trừng phạt mình đâu, mình chỉ cần sai quấy những cái điều đó thôi, luật pháp cũng sẽ xử mình. Hay là tự tâm mình dằn vặt khổ đau tự mình. Mà Phật không có bao giờ Phật bắt tội ai đó. Cái chữ tội ở đây không có nghĩa là có ông trời ông Phật nào bắt. Chữ tội ở đây nghĩa là chúng ta tự biết cái đó sai mà vẫn làm, thì chúng ta khổ não tự thân tâm mình là tội. Đọa là khi tâm mình không còn sống trong vui vẻ nữa, lắng chìm trong đau khổ, đó là đọa. Chứ không có ai mà ngồi đó ghi sổ đọa mình hết. Chữ tội là thế nào là tội? Biết mà cố phạm là tội. Biết không biết mà làm là lỗi. Nhưng mà không, mà nói thật, không có ai, thí dụ như bây giờ nói mình nâng cấp cái đồ đó, cái bắt được cái, tại vì tôi không biết. Làm sao nói được? Anh không biết, chị không biết, tại sao rình rập mới lấy? Biết sai mới rình chứ. Biết ăn cắp là sai mới rình rập, không có người ngó mới lấy chứ. Cho nên đó, mình quy y rồi thì mình vẫn là phàm phu chứ có gì khác đâu. Nhưng mà phàm phu Phật tử, nghĩa là bây giờ phàm phu này nè, có chất Phật rồi, đang chuyển hóa dần. Cho nên đừng có sợ quy y, mình đã giữ rồi chứ có gì đâu. Thì hôm nay chính thức phát nguyện thôi. Và không thể nói là không quy y lỡ làm không có tội. Nếu quy y rồi làm sẽ tội nặng. Không có gì đó. Không quy y và quy y gì làm tội vẫn giống nhau. Vì cái gì chúng ta thành nghiệp là tội. Ví dụ nha, Pháp Hòa khởi ý muốn ăn cắp, vì nó có cái vật để Pháp Hòa ăn cắp. Pháp Hòa là nhân ăn cắp, có cái tâm thích ăn cắp. Của cải người ta để cho mình sanh tâm muốn ăn cắp, gọi là duyên ăn cắp. Rồi nghĩ có cách nào ta, để coi có cái túi ni lông nào đây không ha. Kiếm cái cách lấy đó, gọi là cách thức ăn cắp. Gom ba cái đó lại: nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, thành tựu gọi là nghiệp ăn cắp. Còn bây giờ nếu mình có nhân ăn cắp, duyên ăn cắp có, mà phương thức không có, đông người quá ngó, thôi đi. Nghiệp không thành. Dù có thể là khởi ý nghiệp, nhưng thành tựu được cái quả nghiệp đó chưa. Cho nên rất là rõ ràng, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái nhân của tham, của sân, của si hết á. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập để giảm cái duyên, lỡ duyên nó đến chúng ta giảm cái đó. Ví dụ như mình nổi sân mà cái người đó cứ tới nói là mình biết rồi đó, cái người này là nhân nổi sân của mình nè. Thôi tôi bước ra ngoài, tôi không có đứng đây tôi nghe nữa, hồi tôi chịu không được tôi nói lại là mất lòng, bỏ ra ngoài là dứt cắt cái duyên đó. Cái này là đoạn duyên, hay là cái này là cắt duyên. Thật sự trong cuộc sống này, duyên để cho mình lỡ lầm phạm lỗi đó nhiều lắm đó. Quý vị nào mà ghiền cờ bạc, có duyên cờ bạc thiếu gì ở đây nè. Mà nó gặp mình nó ngoắc ngoắc vô vậy. Đèn chớp chớp đó, come in, come in. Mình nghe lời nó mình vô là dai sun, dai sun. Cho nên biết không biết gì cũng lỗi giống nhau. Thí dụ như bây giờ á, mình trong năm giới này là rõ ràng á, có thể là mình giữ được 4 rồi đó, còn cái có thể chưa được. Thì 4 cái kia khỏe rồi, giờ còn cái thôi. Thì cái đó ráng chuyển từ từ. Cho nên nói năm mà không có gì cực nhọc hết. Không có gì cực nhọc hết. Và quý vị thấy rằng lá cờ Phật giáo có 5 màu nè, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 giới đó. Và Đạo Phật muốn đưa 5 cái điều này lên làm nền tảng xây dựng hạnh phúc cho con người, xã hội. Ngày nào con người còn, xã hội loài người còn, ngày đó năm giới này vẫn là nền tảng để xây dựng mọi hạnh phúc. Không luận người Việt, không luận là Phật tử, bất cứ ai muốn có đời sống an vui của con người thì đây là năm phương pháp. Cho nên người Mỹ họ thọ năm giới này một cách triệt để. Họ có thể là đạo Chúa, đạo Tin Lành,
họ không cần làm lễ quy y, họ chỉ cần làm lễ thọ giới thôi. Họ giữ năm giới này để bảo đảm hạnh phúc của gia đình họ. Họ thấy nó quá thiết thực. Và thậm chí những người Mỹ đã thọ giới xong rồi đó, họ thực tập hay quá, họ viết những cái bài kinh nghiệm, họ gom ra thành một quyển sách gọi là For the Future to be Possible, để có một tương lai trong sáng, thành một cuốn sách chia sẻ những niềm vui, những hạnh phúc mà họ đã thọ giới, mà người Mỹ viết, đã in thành một tập sách đó. Quý vị nào muốn đọc, tìm cái quyển đó đọc, For the Future to be Possible. Mà mỗi người họ sẽ thuyết trình về năm giới, sự thực tập của họ cho mình nghe. Và những người đó, có những người là những học giả nổi tiếng của giới học giả Mỹ. Con là Phật tử tại tại đâu đó không biết nữa. Con xin sám hối vô cùng mười phương tam thế chư Phật trước, nếu con sai ngưỡng mong thầy giảng đáp cho con rõ. Người tại gia tùy tục, nhập gian tùy khúc với người đời, song với trong đạo trong chùa thì có cần giữ quy củ của đạo chúng ta tại chùa, của đạo Phật chúng ta tại chùa ở tại Mỹ quốc này không ạ? Con thấy dung mạo thầy rất từ bi và chiếu sáng một cái gì con không thể diễn bằng danh từ nào cho đúng. Kính mong thầy khai kim khẩu, nếu thầy có thể cho con rõ thời khóa biểu tu hành. Này điều tra lý lịch. Thưa đại chúng, mà đúng như vậy thôi. Mình tới đâu thì mình phải tùy theo mọi cái hoàn cảnh của quốc độ đó. Tuy nhiên sự hành trì chúng ta không thay đổi. Pháp Hòa ví dụ, ở Việt Nam mình á, 3 giờ sáng là thỉnh đại hồng chung ở các chùa, hay là 3 giờ rưỡi thỉnh chuông, 4 giờ là đại chúng vân tập lên chánh điện tụng lăng nghiêm buổi sáng, 5 giờ điểm tâm. Vì đó là quốc độ của mình. Nhưng qua xứ Mỹ này làm sao mà dám thỉnh chuông 4 giờ sáng được, phải không? Chuông chưa được thỉnh mà hàng xóm đã thỉnh mình đi rồi. Thì bây giờ mình phải tùy duyên chứ. Cho nên ở đây, ở nước ngoài, 5 giờ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền tụng kinh. Không bỏ thời kinh nhưng tụng trễ lên chút thôi. Mà thật sự ra thời gian không quan trọng. Ví dụ như á, giờ này ở đây mình là tối thì Việt Nam mình trưa, trưa hay sáng gì đó, sáng. Thì bây giờ nói mời đại chúng đi ăn tối, ở Việt Nam gọi qua nó, ủa giờ này ăn sáng chứ sao ăn tối. Giờ giấc nó không có giống nhau. Mình ở đâu mình theo đó. Tuy nhiên chúng ta hòa, chúng ta hội, chúng ta hòa nhập, nhưng mà chúng ta không có hòa tan. Chúng ta không có hòa tan và chúng ta vẫn giữ được những thời khóa. Ví dụ như ở Việt Nam mình đã không có cái vụ mà cúng mỗi chủ nhật rồi nha. Ở Việt Nam là không có lễ ngày chủ nhật. Việt Nam là mùng 1, ngày thứ 2 thì cũng cúng, mà thứ 3 cũng cúng, vì đó là cái truyền thống của mình, ngày nào mình có thể sử dụng được. Nhưng qua đây rồi á, tất cả ngày tốt đều rơi vào ngày thứ 7 chủ nhật hết. Cho nên đám cưới á, coi ngày là coi cho vui thôi, chứ cuối cùng đám cưới nào cũng thứ 7 chủ nhật hết á. Vậy coi chi cho mắc công vậy. Thuận tiện ngày nào làm ngày đó. Khi đánh mỗi tiếng chuông cho đến dứt âm thanh rồi mới đánh tiếng thứ hai, xin thầy giải thích. Dạ không phải, nó tùy theo cái trường hợp. Mà trước hết Pháp Hòa phải giải thích cái vụ chuông mỏ. Chuông ai văng vẳng đâu đây? Tội nghiệp, nó xài phone iPhone 11. Biết xài không biết tắt. Hoan hỷ hết. Tại vì đang nói chuông đó. Thưa đại chúng, là thời của Đức Phật, thời của Đức Phật hay là ngay cả bây giờ các chùa bên truyền thống Nguyên Thủy Nam Truyền á, cũng không có sử dụng chuông mỏ.
Chẳng qua là khi đạo Phật truyền đến các cái nước Á Đông á, thì chúng ta thường sử dụng những âm thanh như là những lễ nhạc, lễ cụ, nhạc cụ. Cho nên chúng ta lấy căn bản tiếng chuông, tiếng mõ để phối hợp với tiếng tụng kinh của mình. Bởi vì cái cách tụng kinh của mình là mình đa âm. Đa âm là nhiều giọng lắm. Quý vị để ý thời kinh coi, người cao, người thấp, người ngang, người bằng, nó không đồng. Cho nên lấy cái tiếng mõ để làm cái nhịp, để đưa mọi người về chung một nhịp. Vậy thì cái tiếng mõ đó là cái tác dụng để đưa mọi người trở về cái thời kinh cho nó đều hài hòa với nhau. Tiếng chuông là một tiếng báo hiệu. Vì vậy cho nên á, người thỉnh chuông phải nắm được cái căn bản của thời kinh là mình giữ chuông là giữ cái gì. Không phải cứ bon tiếng là xong, mà mình phải biết nó là một cái hiệu lệnh. Vậy thì cái hiệu lệnh này nó sẽ thỉnh như thế nào? Ví dụ khi mình vào một thời kinh thì tiếng chuông của mình không cần quá thưa. Thí dụ như thế này, trước khi thỉnh chuông là mình nhập hai tiếng, mình thức cái chuông lên. Trước hết là để làm cho cái chất đồng này nó rung chuyển, để nó có đủ khả năng nó tiếp nhận một tiếng đập, một tiếng đánh, để nó không bể chuông. Vì nó là một loại đồng mà nếu chúng ta thỉnh đại vô nó sẽ bể chuông. Cái đó người ta gọi là tức chuông đó. Trường hợp thứ hai, ý nghĩa thứ hai là để cho mọi người nghe sắp sửa có một tiếng chuông, các vị chuẩn bị lắng nghe và sau đó mình thỉnh. Và nếu mà là chuông tụng kinh, vô chuông mỏ để vô thời kinh thì tiếng chuông sẽ là như thế này. Hai tiếng nhặt, một tiếng rơi, và nó đều như vậy. Người thỉnh chuông phải đủ năng lực phát tiếng chuông đều, không nên tiếng nhỏ tiếng lớn. Từ đó nó hiểu được cái tâm trạng của người thỉnh chuông. Thí dụ mình thỉnh vậy nè, thành thử ra người ta nghe được chuông này không có nội lực, mà chuông này rất là bất lực. Thế cái người thỉnh chuông phải phát được từ cái tâm của mình. Đạo Phật á là trở về với nội tâm. Mà tâm mà có lực, lời nói sẽ có lực, tiếng tụng kinh sẽ có lực, tiếng chuông sẽ có lực, tiếng mõ sẽ có lực, cắm cây nhang sẽ có lực. Người không đủ nội lực của nội tâm cắm cây nhang méo mó. Thỉnh tiếng mõ không có chuẩn, thỉnh tiếng chuông không phát ra, làm cho đại chúng người ta nghe mà ta thức tỉnh. Vì chuông chùa ngân rã mười phương mộng, mình thỉnh tiếng chuông như thế nào để người nghe trở về với sức. Và chuông chùa không bao giờ là tiếng chuông như thế này. Đây không phải chuông chùa. Không bao giờ trong chùa thỉnh tiếng chuông như thế này được. Vì chuông này là của đình của miễu. Cúng đi, lại đi, bỏ vô nhiều nhiều. Vậy là chuông của đình miễu, không phải chuông chùa. Chuông chùa phải khoan thai, phải làm cho người nghe lắng tâm. Đây là chuông. Còn nếu mình ngồi thiền, nếu mình thỉnh chuông cho đại chúng ngồi thiền, thỉnh 3 tiếng cho ngân, mà cho đều với nhau bằng cách là hơi thở của mình. Thí dụ mình thỉnh 1 tiếng, hít thở 3 hơi. Thở thỉnh tiếng thứ hai. Đây là chuông ngồi thiền. Mình sẽ đưa đại chúng về cái trạng thái tĩnh lặng của thiền quán bằng cách thỉnh 3 tiếng chuông, để mọi người tỉnh thức trở về. Mà 3 tiếng chuông thật là khoan thai. Cho nên Chuông mà tụng kinh, thí dụ mình thỉnh chuông cho Phật tử lễ Phật á, ta
lại một xuống rồi, cho người ta đứng lên. Thấy ta đứng lên vừa chừng rồi, thỉnh tiếng thứ hai, cho ta lại xuống. Ta mọp xuống rồi, thấy ta mọp vừa rồi, cho ta đứng lên. Và khi cái đây là cái lại thứ ba nè, lại xuống. Mà cái thứ ba này không nhập nữa mà thỉnh lên, để cho ta biết đứng lên và đây là lễ thứ ba rồi, không cần nhập chuông nữa. Thật đứng ra người thỉnh cái chuông, cắm cây nhang, thỉnh tiếng mõ, đánh cái khánh, người ta hiểu được nội tâm mình hết. Người thầy mà có quan tâm đệ tử là đi ngang thấy đệ tử cắm cây nhang là biết đệ tử này tâm ngay chưa, tâm thuần chưa. Thỉnh tiếng chuông đó phát ra đủ nội lực của tâm chưa? Có nhiều người thỉnh chuông vậy nè, thấy hùng hổ lắm nghe, vô lên vậy. Nãy vô lên mình tưởng là sắp bể cái chuông rồi đó. Và có nhiều người phát tiếng chuông vậy. Phát là phải phát tiếng chuông, nhập là sẽ ra nhập, thỉnh là phải ra thỉnh, chứ không thể nào nhập xong về cái về cái làm tiếng chuông nó không gấp. Và cái cách mình cầm cái dùi chuông để biểu lộ rằng sự khoan thai, cầm dùi vậy nè, chứ không ai cầm vậy đó, cầm vậy là baseball. Thỉnh chuông, thỉnh mỏ là tay mình cầm vậy, biểu lộ cái trạng thái nhẹ nhàng của mình. Và khi mình trước khi mình thỉnh chuông, mình cầm cái dùi chuông, mình tĩnh lặng tâm mình xuống cái nào, đừng có lên vội mà cầm cái dùi chuông mà phát ra tiếng. Vì mình cứ nghĩ miễn có tiếng chuông là được rồi. Đa phần người thỉnh chuông không được học kỹ là cứ nghĩ rằng cứ lên đi thỉnh đi, có tiếng chuông là được rồi. Thành ra cái thời kinh chuông mỏ nó vẫn phát, nhưng mà không đủ nội lực để truyền tải đưa người ta trở về cái một thời kinh mà người ta tụng xong người ta cảm thấy khoan khoái hoan hỷ. Cái thứ hai đó là mình phải biết rằng cái bình, cái chuông nó ngang cỡ nào. Ví dụ Pháp Hòa ngồi đây nè, cái chuông này nó đủ cái tầm cao nè, thì Pháp Hòa thỉnh như vậy nè, để cái chuông nó phát lên. Chuông là không có thỉnh ngang về, thỉnh như vậy là mình lật cái chuông, mình hất cái chuông lật á, thỉnh xéo vậy nè, để mình đưa cái tiếng chuông nó đi lên, phát cái tiếng chuông nó lên. Còn nếu mình thỉnh về nó kêu cái beng mà nó không có đúng cái âm thanh của nó. Và thỉnh chuông trước khi thỉnh mình chỉnh cái chuông cho nó ngay. Nói chung là một cái quá trình tu tập. Còn cái thứ hai nữa đó, khi mà mình tụng kinh, nếu mà tụng ba biến, ví dụ chú Vãng Sanh tụng Nam Mô A Di Đà Phật và dạ tới ba biến đi, thì cái biến thứ ba đó, cái biến thứ ba đó là giữa của bài đó, đó là mình phải thỉnh một tiếng. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật và dạ tới ba biến đi, thì cái biến thứ ba đó, cái biến thứ ba đó là giữa của bài đó, đó là mình phải thỉnh một tiếng. Để hết thỉnh thêm tiếng nữa. Tại sao biến thứ ba mình phải thỉnh giữa buổi một tiếng, báo cho toàn chúng biết đây là biến thứ ba rồi. Có nhiều người ta tụng, ta nhắm mắt ta tụng cho người ta không biết có biến thứ mấy nữa, người ta đã biến mất tiêu rồi. Cho nên thôi mình thỉnh một tiếng chuông lên báo cho toàn chúng biết. Có nhiều khi mình đợi tới cuối mà mới thỉnh đâu, chí ra khá lễ ta bà ha, cầm kiều á nam mô a di đà. Tại vì mình không báo cho người ta biết, tâm hồn ta đang phượng phất khắp mười phương rồi. Niệm Phật cũng vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông chủ lễ niệm bao nhiêu đâu ai biết. Thành thử ra mình muốn cho người ta lăn qua, người ta sẽ đi qua Quan Âm á, thì phải Nam Mô A. Cái câu cuối của Nam Mô A Di Đà Phật là phải thỉnh ngay từ đầu, Nam Mô A Di Đà Phật, làm ta nghe là ô dứt cái này là qua Quan Âm. Nhiều khi chập thỉnh trễ quá, Nam Mô A Di Đà Phật, thì người Quan Âm người vẫn còn ở Di Đà.
Phải vậy không? Cho nên á, ông chủ lễ, ông thỉnh chuông, ông thỉnh mỏ, ba ông này phải là hợp tác với nhau dữ lắm. Chứ không phải mạnh ông chủ lễ, ông chủ lễ làm, mạnh ông chuông cứ dệnh, mạnh ông mỏ cứ thỉnh. Mỏ là diệt chúng, chuông là duy na. Duy na là gì? Là người cầm cái lệnh. Duy na là người cầm lệnh. Trong suốt thời kinh là chỉ 2 tiếng chuông chứ không có 3 tiếng. Vì nếu 3 tiếng là dứt thời kinh rồi. Cho nên khi nào mà thời kinh xong rồi đại chúng dứt thì lúc đó mới thỉnh 3 tiếng. Vô 3 tiếng dứt cũng 3 tiếng. Đây là Pháp Hòa nói căn bản thôi, chứ còn cái này là thuộc phạm vi của các thầy nghi lễ, các thầy sẽ dạy rất kỹ hơn. Còn ở đây Pháp Hòa nói trong cái căn bản, trong cái thời kinh bình thường ở nhà mình tụng thôi. Ăn chay có được ăn trứng không thầy? Bình thường có ăn ba má đó không? Bình thường cũng ăn ba má đó luôn phải không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Bữa nào ba má nó còn ăn là tụi nó mà ăn thua gì? Chọc chơi vậy thôi nha. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó thì theo cái truyền thống ăn chay nguyên thủy thì chúng ta không có ăn trứng gà. Nhưng mà sau này thì ở đây thì đa phần trứng là nó thuộc về gọi là gì, công nghiệp, nó không có trống. Thì ai muốn ăn thì ăn, chứ cũng không có gọi là nên ăn hay là không ăn. Pháp Hòa không nói, mà cái đó tùy mình thôi. Thì ai muốn ăn thì cứ ăn, không ăn cũng không sao. Và cũng không ăn á cũng không có nghĩa là mình tu giỏi. Và đừng có nghĩ rằng mình không ăn trứng rồi mình thấy những người ăn trứng rồi mình nói này nói kia. Không có ai thành đạo đắc quả do không ăn trứng hết á. Đừng có dở trứng thì nó mới thành trứng. Thí dụ như mình không ăn trứng, nhưng mà mình có thể du di ở bánh bông lan, bánh mì, hay là những cái loại bánh mà ta có đánh trứng gà, mình nhẹ nhàng trong cái việc đó thì tốt rồi. Miễn làm sao, giá dụ như mình ăn chay mà cái món đó nó có thịt ở trong đó, mà bây giờ lỡ mình ăn vô rồi cũng nhẹ nhàng đi, không có sao hết á. Rồi thôi, biết cái đó rồi dừng không ăn nữa, chứ không có phun ra phèo phèo, trời ơi chết tôi rồi, bao nhiêu năm tu hành tôi tiêu rồi, rồi lại khác chứ. Thế thì người ta thấy mình quá máy móc. Có nhiều khi ngày rằm mình phát nguyện ăn chay mà nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Bình thường trứng không ăn, chứ ăn chay là đợi qua 12 giờ thôi rồi qua ngày mới rồi đó. Nhưng mà ăn chay rất là máy móc. Làm sao để biết mẹ mình đã siêu thoát? Bà đã mất năm 1975 và báo mộng sẽ đi về một nơi xa. Thank you thầy. Cô không biết mà cô hỏi thầy thì ngày mai cho thầy cái vé, thầy đi qua thăm bà là thầy về được không? Em có theo dõi bà đâu biết bà đi đâu. Nhưng mà đây là trên cái căn cứ kinh nghiệm của các tổ thôi. Khi một người thân mình mất, mình không còn thấy họ trong chim bao, thì mình biết là họ đã được đi tái sinh về một cõi nào đó. Ngược lại nếu mình vẫn thấy họ, nhưng mình để ý cái trạng thái thấy đó như thế nào, họ đau khổ hay họ rất là thoải mái, thì cũng biểu lộ rằng họ đã đi về cảnh lành. Không ai bảo đảm điều đó, nhưng mà đó là căn cứ kinh nghiệm của các tổ chỉ dẫn lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu rằng người thân mình đang sinh về cảnh nào. Mà cũng đúng thôi, ví dụ như người nào khổ mới réo mình hoài. Căn cứ nè, Quan Âm Bồ Tát mà suốt năm nay không thấy mình lợi quỳ râm râm là biết bữa nay mình ok rồi đó.
Còn tuần nào cũng thấy mình mà ngày nào cũng thấy mình, con là mẹ. Con tên là Nguyễn Thị Bông nè, pháp danh là Diệu Hoa nè, con đang bệnh lắm mẹ ơi. Là mẹ Quan Âm đứng bắt tân, I know you rồi đó. Mà khi nào mà mình không có còn bệnh tật gì là hình như mình ít có nhớ Phật. Căn cứ trên cuộc sống chúng ta, chúng ta mà khổ là nhìn biết liền à, cầm cái nhang dài là khấn còn khúc à. Còn mình hết khổ xá xá vài cái cấm đại khái vậy. Tại người nào mà còn khổ thì tìm mình thôi. Nhưng mà tại sao trong một gia đình 10 người mà không ai gặp, chỉ có một người đó gặp? Nghĩa là người đó đủ duyên để độ cho cái vong đó, và người đó biết khả năng của mình và tìm tới mình. Cũng giống như bây giờ mình muốn mượn tiền phải kiếm người có tiền để mượn chứ, muốn xin giúp đỡ phải tìm người có khả năng, nó vậy thôi. Câu hỏi nữa là mình nghĩ ha. Dạ. Có mệt không? Ủa sao kỳ vậy? Rồi bây giờ thêm câu nữa nha. Dạ thầy cho con hỏi, làm sao biết mình đang trả nghiệp hay người ta đang tạo nghiệp? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không, mà ví dụ bây giờ người ta tới chửi mình, thế thì mình làm sao biết là mình đang trả nghiệp cho người đó hay là người đó đang tạo nghiệp với mình? Đó, cái câu hỏi là như vậy, là cái ví dụ là như vậy. Để cho tâm mình thoải mái, không dính bận, thì mình nên nghĩ rằng mình đang trả cho họ hơn là họ đang tạo. Vì khi mình nghĩ họ đang tạo, nghĩa là trong lòng mình ghi sổ nợ với họ. Mà ghi sổ nợ với họ thì mình nhớ họ nhiều hơn. Mà nhớ họ nhiều hơn thì kiếp sau mình sẽ gặp họ sớm hơn. Và gặp nhau để làm gì? Để làm khổ cho nhau, chứ không phải. Bởi vì ngay cái duyên đầu là đã nghịch rồi, thì làm sao gặp nhau bằng cái thiện nữa. Cho nên nếu mình nghĩ người ta nợ mình là mình sẽ nhớ và sẽ gặp. Cho nên vì vậy, thậm chí mình làm ơn cho người mà mình còn không nói là mình làm ơn mà. Để chi? Để mình không còn lưu luyến giữa mình với họ nợ hay là không nợ. Cho nên thi ơn không ghi nhớ. Vì thi ơn mà ghi nhớ là thi ơn có mưu đồ. Thi ơn mà còn không nhớ thì huống chi người ta tới với mình. Cho nên tốt nhất mình nghĩ thôi, hôm nay tôi cũng có duyên, chứ hồi trước tôi chưa tu là nó chết với tôi rồi. Bữa nay tôi biết tu rồi, tôi đệ tử Phật rồi, tôi nghe cái cô đó nói, tôi biết là tôi trả nghiệp. Mình nghĩ gì cũng được đó. Còn không thì mình nghĩ thánh thiện hơn là người đó đã tác thành cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Khổng Tử nói á, mình làm sai mà người khác chỉ cho mình cái sai, người đó là thầy của mình. Mình làm đúng mà người đó khen mình, người đó là bạn mình. Nếu mình làm sai mà người đó vẫn tân bốc mình, vẫn khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Vì người đó, nếu mình làm sai họ chỉ cho mình họ là thầy mình là phải rồi. Còn mình làm đúng thì họ khen thì bạn mình. Còn nếu mình sai mà người đó không chỉ cái sai mà cứ tân bốc để cho cái sai mình tiếp diễn, thì người đó không tốt với mình. Cho nên á, để mình đã thấy nó là oan trái, là nghịch, thì tại sao phải ghi nhớ là anh đang trả, anh đang tạo nha. Nghĩ chứ. Mà nghĩ rằng người đó tạo với mình thì mình sẽ ghi sổ. Mà ghi sổ là sẽ gặp. Mà gặp thì toàn là khổ chứ có hạnh phúc gì đâu. Cho nên thôi không cần ghi nhớ. Phóng vào ví dụ vậy nè. Có nhiều người đang hạnh phúc vậy, cái đụng cái gia đình tan vỡ. Trời ơi trời, biết vậy con không tu, tu ra nó đổ nghiệp. Thì Pháp Hòa nói, tại sao mình nghĩ mình đổ nghiệp mà tại sao mình không nghĩ rằng hết nghiệp? Nhiều khi trong cuộc sống này mình sống nhau, mình làm khổ nhau, không chứ có hạnh phúc gì đâu. Tại vì hôm nay chấm dứt được rồi là hết nghiệp. Cho nên á, nhiều cái quan trọng là mình biết cái cách tư duy quán chiếu để sự việc nó đưa mình đi lên chứ không chìm mình xuống. Phóng vào ví dụ thứ hai,
Có một thiền sư đang ngồi, có một đệ tử tới nói: dạ thưa thầy, con lúc này á, con ăn chay, trường tu hành rất là tốt, nói một lô những cái tu tập của ông. Thì vị hòa thượng mới nói: ồ vậy ông không phải là con người. Ông nổi xung thiên lên, ông nói tôi không phải là con người, vậy tôi còn gì? Cái hòa thượng nói: thì ông là ông Phật. Nhưng mà thường thường khi người ta nói mình không phải là con người thì mình nghĩ mình sao? Mình nghĩ họ đang nghĩ mình thấp không à? Mà tại sao mình không nghĩ người ta đang nghĩ mình cao? Cho nên ông hòa thượng nói: vậy ông phải là con người. Vậy tôi còn gì? Ông Phật. Thì lúc đó nói: vậy sao ông nói sớm? Quý vị thấy được cái tâm mình không? Luôn luôn là mình hướng hạ, ít khi nào mình hướng thượng. Thí dụ như mình nghĩ vậy nè: thôi tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Không tu lấy gì hết, bộ để nguyên vậy có nó hết sao? Bây giờ tại sao mình không nghĩ ngược lại: tôi còn tham sân si lắm, tôi cần quy y để tôi giảm tham sân si. Đa số là mình nghĩ là mình tiêu cực, là mình nhận mình xuống nữa. Mình không thể nào nói với con mày: mày ngu lắm, thôi nhà luôn đi cho mày dốt luôn. Con mình nó còn ngu lắm, phải gửi nó tới trường cho nó học để nó tiến bộ. Đó là cái tâm của mình chứ. Mình thấy nó dở mình phải đưa nó lên chứ. Tại sao mình nói vậy? Thì y chang trong đời sống của chúng ta. Mình thấy mình dở là mình nhận chìm xuống luôn. Nó thôi tôi còn ngu lắm, tôi không tu hành gì được đâu. Ủa, tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi mới tu. Nếu biết mình còn sân si phải tu để mình giảm sân si. Biết mình còn dở phải tu để hướng thượng cho mình. Chứ tại sao mình lại nhận chìm mình xuống? Thì chẳng khác nào như mình nói với đứa con mình vậy đó. Mình nói với đứa con mình là: mày ngu lắm mày học chi. Thậm chí mình biết nó học dở, phải đi tìm nhiều lớp nữa cho nó học thêm. Để làm gì? Để cho nó tăng trưởng sự hiểu biết của nó. Nó dở toán, tìm khu môn toán cho nó học. Nó dở anh văn, tìm khu môn English cho nó học. Nó dở môn nào phải tìm môn đó cho nó học. Chúng ta cũng thế. Chúng ta dở cái nào chúng ta phải tu cái đó. Thí dụ như mình còn tham tập bố thí, mình còn sân tập quán từ bi, mình còn si tập quán nhân duyên trí tuệ, để giảm cái si mê của mình. Tại sao mình si mê? Vì mình không thấy rõ nguyên nhân của các pháp. Thấy rõ được nguyên nhân rồi hết si mê. Cho nên giảm si mê là phải quán nhân duyên trí tuệ. Còn muốn giảm giận tức, thấy họ thương tội nghiệp, họ không hiểu không làm điều đó, quán từ bi để giảm cái sân si của mình. Cái đó gọi là đối trị, pháp đối trị. Thôi mình dừng đây, mai mình nói tiếp.